Bắt đầu quay đấy. Quay đứng quay đấy. Ờ, đứng thẳng đây, đứng ra xa ra. Vâng, đây là tôi làm món mì xào bò. Đầu tiên là mọi người phải chần nước, có nước cho mì nó tươi hết ra. Đây là xuống đây này. Giới thiệu về mọi người đi. Chấm nước cho nó tươi hết rồi. Xong khi đó là mình sẽ vớt mì ra cho vào nước lạnh. Ai cần ăn món gì đến Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương gặp anh Nam OK nhá. Ăn lên nhiệt kính nhỉ. Đồ hà. Qua đâu nhỉ? Trên cổng rồi. Okay,